Rất vui khi mà được gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo như thế này. Ngày hôm nay mình sẽ có một cái video về một cái chiếc còi. Và cái chiếc còi này thì mình sẽ tạo ra một cái xung dao động cho các bạn thấy rằng là với cái ứng dụng này chúng ta cũng sẽ có ứng dụng được một số những cái cần thiết, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn qua một vài video sắp tới đây. Ở đây là một cái còi, khi mà chúng ta cấp điện áp 5V vào, 3V đến 5V là cái còi này sẽ kêu tít tít rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn thấy. Ở đây mình sẽ có một quả pin 3,7V 18650 với cái dây đen ở đây là âm nguồn, dây đỏ là dương nguồn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái còi này nó phát ra tiếng kêu cho các bạn thấy. Cái còi này nó sẽ có ký hiệu âm dương. Các bạn nhìn thấy rằng cái bên có dấu cộng này thì chắc chắn nó là dương nguồn rồi. Và chân đấy nó sẽ dài hơn chân còn lại bên âm nguồn. Bây giờ mình sẽ cấp cái tín hiệu 3,7V, cái điện áp 3,7V vào cho cái còi này kêu. Đây các bạn sẽ thấy nó sẽ kêu như này. Một cái tiếng kêu bút dài. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái còi này để tạo ra một cái tần số dao động cho mọi người thấy rằng nó khá là hay. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái còi này vào 12V thì nó sẽ không thể nào sử dụng trực tiếp 12V được, mà mình sẽ sử dụng qua một con điện trợ là 100 ohm. 100 ohm có màu nâu đen nâu như này. Và mình sẽ hàn vào cái còi này. Ví dụ mình sẽ hàn bên dương nguồn nhé. Thì mình sẽ chạy được trực tiếp cái còi này là 12V. Nó sẽ giảm dòng từ 12V đi ở cái con trở này. Cái chân âm nguồn này, chân dương nguồn này. Đó, các bạn thấy rằng là mình sẽ sử dụng với điện áp 12V luôn. Nếu như không có điện trở này thì các bạn cắm vào 12V thì nó có thể sẽ cháy cái còi này luôn, nó không phát được tiếng kêu nữa. Và tận dụng cái áp này luôn thì mình sẽ lấy được cái dao động ở cái chân điện trở này. Bây giờ mình sẽ mang đây một cái đồng hồ hiển thị, cái máy Oslo Mini để hiển thị cái dạng sóng của cái coi này. Đây các bạn thể nhìn thấy nó sẽ lên như này. Khi mà nó phát ra được cái tiếng kêu có nghĩa là cái coi này nó phải có dao động với một tần số nào đó. Và khi nó kêu ra như vậy thì mình sẽ lấy được cái tần số nguyên gốc của cái còi này khi phát ra. Nó kêu ở tần số bao nhiêu thì mình sẽ lấy được cái tần số ở cái còi này là bấy nhiêu nhá. Bây giờ để mà lấy được cái kiểm tra được cái xung dao động của cái còi này, mình sẽ cấp cái que đen này của cái oscillo. Cái cực này sẽ vào cái chân dương của oscillo. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó. Bây giờ mình sẽ cấp cái điện áp âm này vào cái âm của còi này, dương vào điện trở này. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng trên cái oscillo của mình nó đã hiển thị. Đây. Các bạn có thể thấy rằng nó đã có tần số. Rất là điếc tai. Với tần số dao động của cái còi này đang là 2,4 kHz. 2,4 kHz. Với cái duty xung là 48,3%. 48,3%. Cái điện áp của trên cái còi đang chạy lúc này với cái xung này là đang là 3.0V. 3.0V. Và điện áp đỉnh của cái khi mà cấp vào nó là 7 mấy V này này. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đó. Bây giờ thì với một cái ứng dụng mà khi mà chúng ta lấy được cái xung dao động này ra rồi, khi mà bấm cái còi này, các bạn thấy rằng mình bịt lỗ còi lại thì cái màng dao động của cái còi ấy, nó bị thay đổi. Nó cũng làm cho tần số này dao động nhanh hơn. Đó, lên đến 5,8 kHz. Và duty 59%. Mở ra là 2,37 kHz và 48% duty xung. Bây giờ thì với cái ứng dụng này mình sẽ cho nó vào, đưa cái dao động này vào, thử cho một cái biến áp và một cái MOSFET để kích cái điện áp này lên từ 12V lên 220V cho các bạn xem nó đơn giản đến cỡ nào nhé. Với một bộ inverter thì nó cũng bao gồm MOSFET, mạch tạo dao động và biến áp. Thì ở đây mình đã có một cái mạch tạo dao động rồi bằng chính một cái còi cũng như một con điện trở. Ngoài ra nữa thì để một cái mối đóng mở bán dẫn này thì mình sẽ sử dụng bằng MOSFET IRF3205. Các bạn có thể nhìn thấy con này. Rất là thông dụng. Hoặc 80NF70.
Để kiểm chứng được cái này nó có lên được cái điện áp không thì mình sẽ sử dụng qua một cái biến áp sắt 5A. Đây chính là cái biến áp 5A 12V đối xứng 12012. Đầu ra có đường 0, 110 và 220. Thì mình sẽ lấy cái biến áp này với đầu 12 và đầu 0V này để mà kết hợp với cái con MOSFET cũng như là cái mạch dao động, phải nói là đơn giản hết cỡ, không còn cách nào hơn nữa. Chỉ có một cái còi và một cái điện trở 100 ohm thôi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy như này. Bây giờ để mà đấu nối thì mình sẽ đấu nối như này nha các bạn. Con MOSFET này nó sẽ có 3 chân, chân ở giữa. Chân ở giữa mình sẽ hàn với một chân 12V của biến áp này. Đây chân này, mình sẽ hàn vào đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ như thế này. Đó, rất là rõ nét rồi nhá. Tiếp đến thì mình sẽ lấy con điện trở 100 ohm này ra. Điện trở 100 ohm này mắc từ chân số 3 của MOSFET sang chân số 1 của MOSFET, làm cái nhiệm vụ là cấp điện áp âm nguồn từ bình ắc quy vào âm của MOSFET, cũng như là truyền cái âm nguồn này sang cái bên chân số 1 của con MOSFET này. Con điện cái con còi này thì mình sẽ mắc là cái chiều dương này sẽ cùng nhận dương nguồn với điểm không của biến áp, và cái chiều âm này sẽ được nhận âm nguồn thông qua con điện trở 100 ohm này. Sau khi mắc xong cái con điện trở 100 ohm cũng như là cái chiếc còi, nó sẽ như thế này các bạn. Cái có dấu cộng này chính là dương nguồn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ hàn cái dương nguồn này vào điểm không của biến áp, vào điểm không của biến áp. Sẽ được như thế này. Và cái lúc này thì cái điểm không của biến áp này chính là cái mối để nhận dương 12V, còn chân số 3 của MOSFET là nhận âm 12V. Bây giờ mình sẽ cấp cái điện áp vào trong cái biến áp này. Chân âm này của cái bộ pin 12V này sẽ được cấp với chân số 3 của MOSFET. Dương nguồn sẽ được đưa vào cái chân điểm không này của cái biến áp. Các bạn thấy rằng là cái còi sẽ phát ra tiếng kêu. Và khi mà nó kêu như vậy, nó sẽ sinh ra cái tần số là 2,3 kHz, như vừa rồi mình đã đo được khoảng tầm 2,3 kHz. Mình đã đo được, và chính cái xung 2,3 kHz này với cái điện áp là 3V, nó sẽ kích cho cái MOSFET này đóng mở với cái tần số là 2,3 kHz. Như vậy thì cái biến áp này nó cũng sẽ đưa ra cái điện áp ở đây là 220V với cái tần số là 2,3 kHz. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy rằng nó sẽ kêu như này này. Bây giờ mình sẽ đo cái điện áp của cái đường này nó đã được kích ra nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái đồng hồ đo kim này, bật về cái nước điện áp 250V AC để đo cái điện áp nó đã được kích lên từ 12V lên 220V. Hai cái chân mà cái điểm 0 này và 110 này, khi mà nó kích lên thì nó sẽ phát ra 0 và 110, còn lấy cái điểm 0 và 220 này thì nó sẽ kích ra từ 0 đến 220V. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy và đo cho các bạn thấy nhé. Đây, mình sẽ lấy cái điện áp 220V nhé. Đó, mình sẽ cho cái này vào mối không này của dương nguồn. Đây các bạn thể thấy rằng với cái điện áp ở đây nó đang lên trên 250V. Bởi vì sao? Bởi vì cái bộ pin này của mình hiện giờ nó không phải là 12V mà nó có thể là lên đến gần 14V. Thì chính vì vậy cái đòn bẩy từ 14V lên ấy, so với 12V này, thì nó sẽ kênh cái đằng đầu đầu ra lên, nó là điều bình thường. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, nó rơi vào khoảng 260V. Mình sẽ đo cái điện áp 110 của nó. 110, điện áp 110 của nó là khoảng gần 150V rồi các bạn. Đây này, cái vạch chỗ này 100V đây này. Đây 100V này, 150 này. Thì ở đây nó là gần 150, nó khoảng 125 gì đấy, 27 là 100, tức là xấp xỉ khoảng gần 150V nha các bạn. Đến chỗ này là 150V. Đó, cái đường 220V thì nó ra trên 250V. Đồng hồ này không đo được nữa, nó bị kịch kim rồi. Đang bật ở cái mức độ 250V, bây giờ sẽ bật sang mức độ 500V thì mới đo được. 500V thì chúng ta sẽ nhìn cái thang ở cái vạch số 50 này.
đến chỗ này là 500V này, đến số 40 là 400V này, đến chỗ này là 200V này, 300V này. Bây giờ mình sẽ đo thử nha. Đó, nó lên đến gần 300V chứ không phải là 260 nữa, gần 300V rồi. Đó. Thì với cái một cái còi, chỉ với một cái còi kêu, một cái điện trở 100 ohm, nó đã tạo ra được một cái tần số dao động để chúng ta có thể, một cái biến áp này nó phát ra một cái điện áp từ 12V đến 220V một cách nó rất là đơn giản, thông qua một con bán dẫn, con MOSFET IRF305 hoặc 80F70 hoặc là rất là nhiều những con khác nữa. Với cái điện áp này thì mình nhận thấy rằng nó sẽ cho ra dòng khá là nhỏ, cũng như là vì cái biến áp này nó có công suất khá là nhỏ nên sẽ không sử dụng cho cái bóng sợi đốt được, mà mình nghĩ rằng nó chỉ thắp sáng được cho bóng đèn LED. Đây, bây giờ mình sẽ chập thử đầu ra luôn các bạn nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này, nó tuyến lửa này. Đó, đây là mối gần 300V này. Còn mối này là khoảng gần 150V này. Đó. Thì với con MOSFET này mình đang sử dụng kích như vậy cũng không cần phải đến tản nhiệt nữa. Không cần tản nhiệt. Nó cũng có hiện tượng hơi ấm ấm lên này, cũng hơi ấm lên, cũng hơi nóng lên này. Không cần tản nhiệt. Bởi vì cái biến áp này công suất nó cũng khá là nhỏ. Đó. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy và đo luôn cả tần số khi mà nó được kích lên thì sẽ như thế nào. Mình sẽ cấp dương nguồn. Đây, các bạn thấy rằng cái tần số của nó vẫn hoạt động với cái tần số là 2,3 kHz. Duty là 49-50%. Điện áp xung kích đang là 3.06V. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, tần số vẫn cố định nhá. Thì với cái mục đích này thì chúng ta chỉ làm để tham khảo cái một cái cách khoa học thôi, chúng ta có thể chơi thôi. Còn một cái cách nữa ứng dụng rất là hay và video sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cũng từ một cái mạch dao động này. Và sẽ hẹn các bạn ở một cái video lần sau. Còn video này mình sẽ khép lại tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần tới.